Linh đang có chương trình là chương trình góp mà mua xe và bốc thăm trúng xe luôn các bạn. Ngoài những phần quà giá trị lớn như là xe và có những cái phần quà giá trị không có thiếu phần gây cấn đâu nha. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh xe máy của Duyên, thì lại là Duyên đây. Hôm nay thì Duyên xin giới thiệu với các bạn hai dòng xe siêu bão hot mạng bấy lâu nay luôn nha. Thì hiện tại là từ hồi dịp Tết tới bây giờ, hai con này nè là hai dòng xe mà có cái màu sắc phối trắng đen á, đang gây bão mạng luôn mọi người nha. Thì nói chung là mọi người nhìn tổng quan của con này là con Future đây, mọi người thấy không, nó được phối rất là mạnh mẽ, nam tính luôn nha. Thì thường là những dòng Future là những bạn nam rất là yêu thích luôn. Thì nay là nó sẽ được phối thêm màu đen ở đằng trước cái mặt nạ đó nè. Đó các bạn, đó là một cái điểm nhấn nha. Nhìn full trắng đen các bạn sẽ thấy rất là đẹp luôn. Thì ngoài cái con Future này ra thì bên Duyên cũng có dòng Vision cũng được phối mang vẻ đẹp nữ tính nha. Thì thường là những bạn nữ thích màu trắng đen, đây cũng là đáp ứng nhu cầu của các bạn có màu trắng và đen phối luôn. Vừa mà có một nét nữ tính mà cũng vừa một nét cá tính trong đó các bạn nha. Đây, thì ngoài ra thì Duyên cũng sẽ nói nhỏ về cái mức mà trả góp ưu đãi bên Duyên nha. Hiện nay là bên Duyên đang có chương trình là chương trình góp mà mua xe và bốc thăm trúng xe luôn các bạn. Ngoài những phần quà giá trị lớn như là xe và có những cái phần quà giá trị không có thiếu phần gây cấn đâu nha. Thì nói chung là giá mức đưa trước bên Duyên hỗ trợ chỉ có 3 ít thôi, là 3 triệu đó các bạn à. 3 triệu mà các bạn chốt xe, chốt được một cái con ưng ý như vậy thì lấy đâu ra nè, đúng không? Thì nói chung là nhìn tổng quan á, thì các bạn sẽ được nhìn tổng quan một lần nữa về cái cặp nam nữ này nha. Đây là nam và đây là nữ, tượng trưng cho cái màu sắc của những cặp đôi luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Thì vừa rồi á, là những cái kênh YouTube của Duyên vừa qua thì cũng có nhiều góp ý nói là tại sao không chịu cho là mở cốp xe ra cho các bạn thấy được cụ thể hơn, đúng không? Thì bây giờ là clip này Duyên sẽ rút kinh nghiệm, Duyên sẽ cho các bạn thấy được cái cốp xe nè. Đó, đây là chiếc xe Vision nha, cốp xe nữ thoải mái luôn các bạn nha. Đó, để được tầm sách, đó, đồ vật giá trị bình thường nha, rất là thoải mái luôn. Còn ngoài ra đây, đây là cái con phù, các bạn thấy không? Cốp xe nó cũng không có gọi là nhỏ hơn Vision đâu, nó cũng ngang ngửa một thôi. Các bạn nam có thể để đồ thoải mái luôn nè. Đó. Nói chung là nãy giờ nói thì cũng là chỉ nói thôi, các bạn nhìn thì cũng chỉ nhìn qua một cái YouTube thôi. Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn nhìn thực tế thì các bạn hãy đến với cửa hàng của Duyên ở 961 Nguyễn Ánh Thủ. Và đặc biệt liên hệ trước với Duyên sẽ được giảm giá từ 500 đến 2 triệu đồng nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Duyên ạ.